Đây là bếp chiên tách dầu loại 10 lít. Hướng dẫn sử dụng thì cái này cũng đơn giản. Khi nhận máy là quý khách để ý là có cái chữ cái vạch như thế này. Thì mình đổ nước á là tới ngay chỗ cái vạch. Đây, có cái vạch đây. Đây, có cái chữ ở phía dưới là mình đổ nước tới ngay chỗ cái vạch chữ phía dưới. Sau đó mình đổ thêm dầu lên phía trên này. Còn đây là cái mà van xả nước. Khi nào mình chiên xong mà mình cần xả nước thì mình bấm lúc này, gỡ cái này thôi. Còn đây là cái van xả dầu. Đó, đầu tiên là các bạn đổ nước vào tới cái vạch phía dưới đấy. Cái vạch ở phía dưới trong trong lòng máy là nó sẽ có để là mức nước và mức dầu. Thì các bạn đầu tiên các bạn đổ nước ngập tới mức nước. Sau đó rồi mình đổ dầu. Tiến hành mình đổ dầu ngập tràn luôn cái thanh đốt này nha. Ngập luôn cái thanh đốt này. Đấy. Như vậy thôi, nội dung như vậy. Còn gắm điện vào và bật nút điều khiển thì nó sẽ tương tự như những cái bếp chiên nhúng bình thường. Đây là nắp đậy của nó. Bài này nó thiết kế là 4 chân đấm và cái ống này để mình cân bằng cái bếp. Khi vệ sinh thì tránh hạn chế không để nước vương vãi vào trong này. Đây là bộ điều khiển. Còn khi chiên xong thì đầu tiên là mình cứ xả vành dầu ra. Đây mình xả cái nút này. Mình lấy dầu thừa ra. Đấy. Nó sẽ xả hết trơn dầu ra. Rồi sau đó mình khóa lại. Sau đó tiến hành mình xả nước. Mình xả nước thừa ra. Thì trong quá trình chiên là những cái đồ cặn bã, đồ những cái rớt đấy nó sẽ rớt xuống cái ở phía dưới cùng là chỗ nước. Nó sẽ giúp cho cái dầu của mình nó luôn trong và không có bị cháy dầu. Tiết kiệm dầu cho mình. Và thực phẩm khi chiên nó sẽ sạch sẽ hơn nhiều. Nó không có bị đen thực phẩm như những cái loại bếp chiên thông thường. Thì đây là đặc điểm ưu việt của bếp chiên tách dầu. Còn về phần máy thì cái loại này người ta làm hai lớp. Mình chỉ sẽ cách nhiệt. Độ ôn rất tốt. Thì mình nhắc lại thì cũng dễ sử dụng hơn nha. Đầu tiên các bạn đẩy này lại. Đây. Nếu mà mới sử dụng thì các bạn nên để ý là trong máy người ta họ cũng để là mức dầu và mức nước. Mức nước ở dưới, mức dầu ở trên. Thì các bạn cứ việc đổ nước khi nào mà nó ngập tới chỗ mà mức nước này thôi. Đây là các bạn dừng, không được đổ nước nữa. Rồi sau đó mình đậy nắp lại lại. Đậy nắp lại lại. Và chúng ta tiến hành đổ dầu. Đổ dầu cho ngập luôn cái thanh đốt này. Ngập cái thanh đốt này nha. Nếu mà không ngập thanh đốt này là sẽ bị cháy cái thanh đốt. Đổ ngập thanh đốt này sắp sắp tới đây cũng được, hoặc là như thế này cũng được, tùy theo cái thực phẩm của chị. Máy rất chắc chắn.